ra thì ví thì có nhiều loại đúng mọi người ạ. Ví thì có nhiều loại, ví dụ như là Mỹ đang cầm nó là một chiếc ví cầm tay nhỏ xinh tiện lợi, có thể đem theo bất cứ đâu, hoặc là chiếc túi nào có thể vừa vặn. À, đây là ví thì có nhiều loại ví, giống như là ví cầm tay này, ví túi sách mình có thể kẹp nách này, hay là ví đựng tiền này, đó, hoặc là ví đi tiệc này, hoặc là ví những cái lắp nhỏ ấy để mình có thể cầm theo đi dã tiệc này. Đó, thì có rất là nhiều loại ví. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ chia sẻ một chiếc ví mà công dụng mà tất cả mọi người đều có, là ví đựng tiền. Thường cái ví đựng tiền thì nó sẽ có hai dáng, là dáng dài và dáng ngắn. Đó, và đây chính là chiếc dáng ngắn. Chiếc dáng ngắn này thì đa số là chiếc dáng ngắn này thì có một cái hình rất là cute. Đây, đây là hai ngăn của chiếc ví, gồm có một ngăn là dùng thẻ và một ngăn là đựng tiền. Và màu sắc của ví thì cũng rất là đa dạng, tùy các loại ví từ hãng bình dân đến hàng cao cấp đến hàng hiệu. Và mình chiếc ví này của mình chỉ đơn giản là hãng bình dân thôi và ai cũng có thể dùng được, ai cũng có thể mua được cái chiếc ví này. Ví này cũng rất là kiểu dáng tiểu tiết, cũng rất là đơn giản, nó có một màu hồng nhã nhặn, không một trang trí gì cả, và thêm một cái phụ kiện rất là xinh cute ở đây. Đó, và thực ra đựng được cũng rất là nhiều, cầm trên tay cũng rất là nhỏ gọn như mọi người ạ, và đút vào chiếc túi sách của mình hầu như là túi nào cũng đựng vừa được hết á. Đó, nếu mà khi mà mọi người chọn ví ấy, thì mình thấy là thực ra thì cũng không cần phải là quá là cao cấp, chọn một chiếc ví quá là cao cấp nếu mà mọi người không có điều kiện thì có thể chọn một chiếc ví. Thường thì ví là chúng ta sẽ chọn chất liệu là da, da có nhiều loại da, da bò, da 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 thật này. Đó, nếu mà da, nếu mà chúng ta dùng lâu năm ấy thì nên chọn một chiếc ví có chất liệu da tốt, các cái đường chỉ của nó cũng các đường chỉ của nó cũng gọi là chắc chắn đấy, để chúng ta thể dùng lâu 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 dài được. Và thêm một phụ kiện này cũng rất là xinh, là chúng ta bỏ vào trong túi sách hay là chúng ta cầm trên tay này cũng rất là tiện lợi. Và có các cái kiểu dáng nữa, như là ví kẹp nách này, hay là ví chúng ta đi tiệc này. Đó, ví dựng tiệc này, hay là chuyện những cái chiếc mà lắc bé mà chúng ta thì cầm trên tay là những chiếc mình thấy có những cái chiếc của những cái hãng hiệu, ví dụ như Louis Vuitton hay là Gucci, có những cái chiếc túi mà chỉ đựng một vừa cây son thôi, ra giá của nó cũng rất là chát, mà đựng được có mỗi một cây son thôi, thậm chí là không đựng được cái gì hết luôn á, giá cũng rất là đắt, nó chỉ bé xíu thôi thôi à. Bé xíu luôn này ạ. Đó, và chúng ta nên nếu mọi người không có điều kiện ấy, thì nên mua cái loại ví tầm trung thôi, đó là đựng được rất là nhiều luôn, đựng được rất là nhiều và có rất là nhiều ngăn cho mọi người có thể đựng được. Đó, nên mua đấy. Và những chiếc túi tầm chiếc ví tầm từ vài chục cũng có, vài trăm cũng có, vài triệu cũng có, vài trăm triệu cũng có. Tuy nhiên là công dụng nó chỉ là đựng tiền thôi, là cũng không cần quá là vì vận động, là vừa vừa tầm vừa túi sách, nó dễ thương dễ nhìn, dễ lấy ra đút vào thôi, chứ không phải quá khổ để chúng ta phải phô trương làm gì nữa. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ lại thêm một chủ đề nữa, đó chính là chủ đề về chia sẻ cách để chọn một chiếc ví. Chúng ta có thể hôm nay mình có mang đến một sản phẩm, đó chính là một chiếc ví tiện lợi mà mình có thể đựng tiền, đựng thẻ, được các cái vật dụng kiểu là giấy tờ. Và đây là chiếc ví rất là nhỏ gọn và xinh xắn thôi, rất là dễ cầm trên tay thôi, vừa in trên tay mình. Đó, và có rất là nhiều loại ví trên thị trường, ví dài, ví ngắn.
túi mà nó dài mà nó to đó, cho nên là gọi là ví dụ club, dùng đi dự tiệc, hay là những cái dạng mà cầm trên tay để đi dự tiệc á, hoặc là đi sự kiện, có rất là nhiều kiểu dáng và nhiều loại chất liệu. Ờ chưa, có loại 4,5 mà đi nhựa này, đính kim, đính đá này, hay là da da bóng này, da da lì này, nó có rất là nhiều luôn. Tuy nhiên thì chúng ta chọn cái kiểu nó nhẹ nhàng thôi, đúng không? Nhẹ nhàng mà nó đơn giản thôi, chúng ta có thể là cầm đi tiện lợi, đi dễ dàng khi mà chúng ta lấy ra lấy vào, nó nhỏ gọn xinh xắn, nó không cần chọn những loại quá là đắt tiền hay là quá là to. Được được có vài món đồ của mình chiếm nửa cái túi xách của mình rồi, không nên, ta nên chọn những cái loại vừa tầm của mình thôi. Đó, và thêm những cái phụ kiện bé bé xinh xinh này cũng rất là hay. Đó, đơn giản là chiếc ví gập, chứ không phải chiếc ví dài. Thường thì các bạn nam ấy thì sẽ chọn cái chiếc ví kiểu bé bé xinh xinh này, bút ví là xong, chứ không cần một chiếc túi ví nó quá là to như các bạn nữ. Các bạn nữ thường nó sẽ đẹp hơn, chất liệu nó nhiều kiểu dáng hơn, màu sắc hơn. Và thực sự mình thấy cũng không cần thiết đâu mọi người. Chiếc này mình cầm trên tay đi đâu cũng rất là tiện, cầm cho vào gọn sách cũng rất là tiện. Chứ còn bình thường hồi xưa mình dùng một chiếc ví to gấp đôi như này, khi mỗi lần cho vào túi đút ra đút vào, lấy ra lấy vào cũng rất là bất tiện. Nên là mọi người hãy chọn chiếc loại mà chất liệu nhỏ gọn xinh xắn, chắc chắn và dễ lấy, dễ sử dụng. Đúng như vậy. Nó được rất là nhiều thứ luôn, rất là nhiều loại thẻ, rất là xinh xắn luôn, kỹ rồi. Đó, rất là xinh xắn luôn. Mua chiếc ví này ở trên Shopee hay là ở trên mạng, có
rất là nhiều bên họ bán như thế này, và giá của nó cũng rất là rẻ thôi, mấy chục nghìn thôi. Dù mình nghe là mấy chục nhưng mà cái đường chỉ hay là cái chất liệu của nó thực sự rất là ok luôn đấy mọi người ạ, rất là đẹp luôn. Tiền nào của đấy đâu, mặc dù rẻ nhưng mà mình thấy chất lượng nó khá là ok, chất lượng nó tốt hơn so với giá cả. Nó là rất là ưng cái chiếc ví này, mọi người có thể đặt ở trên Shopee, cùng link Shopee mọi người chỉ cần ấn chữ là tìm mua ví ra đó và đặt một chiếc này, rất là hay luôn. Mọi người nhớ là gì, chỉ là một chiếc ví thôi nên mọi người không cần quá là cầu toàn là nó phải là hàng hiệu hay là hàng sách tay gì đâu, nhưng mà nếu mà mọi người có điều kiện thì mọi người cứ nên đặt mua, đúng không? Xin chào mọi người, hôm nay là mình lại tiếp tục chia sẻ về câu chuyện về chiếc ví. Đây là một trong những chiếc ví mà mình yêu thích nhất của mình và nó luôn luôn nằm bên cạnh mình. Đây là chiếc ví hồng, tại vì mình rất là thích màu hồng. Lần trước khi mà mình có một câu chuyện thế này, có một câu chuyện về chiếc ví mà mình nhớ mãi trong đầu, đó chính là một chị bạn của mình. Chị bạn ấy có một chiếc ví và chị ấy vô tình một lần đi ăn KFC với các con, chị ấy vô tình để quên chiếc ví ở trên bàn và chị quên mất, thì một lúc sau chị quay lại chị hỏi chiếc ví thì thấy chiếc ví đã biến mất rồi. Chị ấy hỏi nhân viên trong quán KFC là có thể kiểm tra lại camera để giúp chị ấy check lại để lấy lại chiếc ví được không. Thì các bạn ấy bảo là lúc đấy chị ấy ngồi ở góc khuất thì không tìm được chiếc ví đó, và chiếc ví có hình dáng thổ cẩm, dáng thổ cẩm, và mọi người có tin được điều gì xảy ra không? Và có nghĩa là đã có một ai đó họ lấy mất rồi mà không hiểu tại sao, trong vòng 2 tuần sau chị ấy đã tìm lại được chiếc ví. Cái cách rất là vi diệu luôn á, như thế này nghĩa chiếc ví đó là có bị một người lấy mất, người đó vứt vào sọt rác, và cái khu lao công sọt rác của ấy đi vào bãi rác rồi thấy cái lúc mà dọn ấy, thì cô ấy thấy cái chiếc ví đó, thì cô ấy thấy ở bên trong có các giấy tờ, mặc dù tiền bị lấy rồi nhé, cô ấy thấy có các giấy tờ, thế là cô ấy đưa cho chú bảo vệ, chú bảo vệ thấy rằng là ghi là gồm có chứng minh thư này, thẻ xe các thứ, giấy tờ vẫn còn, tiền vẫn còn, chú ấy có đưa cho một anh taxi bảo là đây thấy chiếc ví này này, bây giờ nếu mà ai biết được ai thì trả lại rồi đấy. Thế là vô tình anh taxi đấy thì lại quen, cũng sinh năm 1984, anh sinh năm 1984 cùng một tuổi với chị bạn của mình đó, và vô tình thế nào là anh ấy lại ở trong cái nhóm chat, ở trong cái nhóm Face, trên Face là nhóm tuổi 84 đó. Và thế là anh ấy chụp cái ví ở đây, anh ấy đăng lên nhóm Face đấy, và anh bạn của chị mình, anh bạn của chị mình lại thấy cái bài viết đấy, và anh nhận ra là cái bài là bà bạn mình đây rồi. Thế là anh ấy gọi điện cho anh taxi ấy và xin lại cái ví, và thế là anh trả lại cho chị mình. Và đó là một cái câu chuyện mình cảm thấy rằng nó rất là không thể tin được đó. Một cái con đường nào mình mất chiếc ví rồi không biết ở đâu, tự dưng 2 tuần sau có một người trả lại mình đó, và thấy rằng là một cái câu chuyện liên quan với chiếc ví mà mình cảm thấy rất là gọi là đáng nhớ luôn đó. Và một con đường đấy là chiếc ví quay lại, tuy nhiên thì mặc dù giấy tờ vẫn còn, nhưng mà mặc dù tiền mất rồi nhưng giấy tờ vẫn còn, nó chẳng có cái điều mà mình cảm thấy rất là vi diệu đó. Cứ nói đi. Em đứng dậy cho một tí, Ok, nói, cứ nói đi. Đó chính là một trong những câu chuyện rất là ấn tượng khi mình nói về chiếc ví. Thì mình từng
em đứng sang bên kia nói, em đứng sang bên kia đi. Ok. Cho nó di chuyển một tí. Đừng đứng sang bên này đi, đứng sang. Được rồi. Rồi ok. Rồi đứng đây nó cũng được. Hoặc là đứng dịch ra đằng sau cũng được. Rồi nó đi khoảng 30 giây thôi. Khoảng 20 giây nữa, cứ nói đi. Thường mọi người mua trên chiếc ví này trên các bán hàng ấy, trên Facebook hoặc là trên các trang khác ấy, giá tầm khoảng 20-30 nghìn chiếc này. Theo mình mua về giá là 9.000 thôi. Mình tin được không? Thực ra nếu mà mình sell được nữa ấy, thì chiếc ví này chỉ có giá là 1.000 thôi. Và thực sự là chất lượng của nó rất là thích luôn á. Cái đường chỉ của nó khi mà làm nó cũng rất là chắc chắn. Nó mà có cả họa tiết nó rất là xinh xinh như này. Và mình cầm trên tay cũng rất là nhỏ gọn, thì mình cầm chiếc điện thoại, chiếc ví cũng rất là dễ dàng. Thank you.
tiện. Đó là tất cả những gì có trong chiếc ví này đó. Mọi người thấy sao? Và bên cạnh đó là chiếc điện thoại của mình. Có mỗi hai món đồ thôi nhưng thực sự rất là vừa tay này. Cầm đi đâu cũng có thể được. Nó nhỏ gọn, nó dễ dàng. Và chất liệu của cái này rất là đẹp luôn. Mình không biết đây là hàng của bên nào sản xuất, nhưng mà tuy nhiên khi mà sử dụng mình cảm thấy nó rất là nhỏ, an toàn, dễ dàng sử dụng. Mở ra phát lấy được luôn. Nhiều loại, ví dụ như là mình nghĩ đang cầm đó là một chiếc ví cầm tay nhỏ xinh tiện lợi có thể đem theo bất cứ đâu, hoặc là chiếc túi nào có thể vừa vặn. À, đây là ví thì có nhiều loại ví, giống như là ví cầm tay này, ví túi sách mình có thể kẹp nách này, hay là ví đựng tiền này đó, hoặc là ví đi tiệc này, hoặc là ví những cái lắp nhỏ ấy để mình có thể cầm theo đi dã tiệc này. Có rất là nhiều ví, tuy nhiên hôm nay mình sẽ chia sẻ một chiếc ví mà công dụng mà tất cả mọi người đều có, là ví đựng tiền. Thường ví đựng tiền thì sẽ có hai dáng là dáng dài và dáng ngắn. Đó, và đây chiếc là chiếc dáng ngắn. Cái dáng ngắn này thì đa số là chiếc dáng ngắn này thì có một cái hình rất là cute. Đây, đây là hai ngăn của chiếc ví, gồm có một ngăn là dùng thẻ và một ngăn là đựng tiền. Và màu sắc của ví thì cũng rất là đa dạng, tùy các loại ví từ hãng bình dân đến hàng cao cấp đến hàng hiệu. Và mình chiếc ví này cũng chỉ đơn giản là hãng bình dân thôi và ai cũng có thể dùng được. Có thể mua được cái chiếc ví này. Ví này cũng rất là kiểu dáng tiểu tiết, rất là đơn giản. Nó có một màu hồng nhã nhặn, không một trang trí gì cả, và thêm một cái phụ kiện rất là tinh cute ở đây. Đó, và thực ra đựng được cũng rất là nhiều, cầm trên tay cũng rất là nhỏ gọn mọi người ạ. Và rút vào chiếc túi sách của mình hầu như là ví nào cũng đựng vừa được hết á. Đó. Nếu mà khi mà mọi người chọn ví thì thấy là thực ra thì không cần phải là quá là cao cấp, chọn một chiếc ví quá là cao cấp nếu mà mọi người không có điều kiện thì có thể chọn một chiếc ví. Thường thì ví là chúng ta sẽ chọn chất liệu là da, da có nhiều loại da, da bò, da thật này. Đó. Nếu mà da, nếu mà chúng ta dùng lâu năm ấy thì nên chọn một chiếc ví có chất liệu da tốt, các cái đường chỉ của nó, các đường chỉ của nó
dài được. Và thêm một phụ kiện này rất là xinh, và chúng ta bỏ vào trong túi sách hay là chúng ta cầm trên tay này rất là tiện lợi. Và có các cái kiểu dáng nữa, như là kẹp nách này, hay là ví chúng ta đi tiện này. Xe dài ơi gì hồng. Đó, ví dụ tiền này hay là chuyện chiếc mà lắp bế mà chúng ta thì cầm trên tay là những chiếc mình thấy có những cái chiếc của những cái hãng hiệu, ví dụ như Louis Vuitton hay là Gucci, có những chiếc túi mà chỉ đựng một vừa cây son thôi, ra giá của nó cũng rất là chát, mà đựng được có mỗi một cây son thôi, thậm chí là không đựng được cái gì hết luôn á, giá cũng rất là đắt, chỉ bé xíu thôi mà. Để xíu luôn này ạ. Đó là chúng ta nên nếu mọi người không có điều kiện ấy, thì nên mua cái loại bí tập trung hơn. Đó là được rất là nhiều luôn. Được rất là nhiều và có rất là nhiều ngăn cho mọi người có thể được. Đó nên mua chúng đấy. Và những chiếc túi tầm chiếc bí tầm từ vài chục có, vài trăm có, vài triệu có, vài trăm triệu cũng có. Tuy nhiên là công dụng nó chỉ được tiền thôi, nó cũng không cần quá là đặt đặt là vừa tầm của túi sách, nó dễ thương, dễ nhìn, dễ lấy ra bút vào thôi, chứ không phải quá khổ để chúng ta phải vô trương làm gì nữa. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ lại thêm một chủ đề nữa, đó chính là chủ đề chia sẻ cách để chọn một chiếc ví. Chúng ta có thể hôm nay có mang đến một sản phẩm và chúng ta có chiếc ví tiện lợi mà có thể đựng tiền, đựng thẻ, như là đựng các vật dụng kiểu là giấy tờ. Và đây là chiếc ví rất là nhỏ gọn và xinh xắn thôi, rất là dễ cầm trên tay thôi, vừa in trên tay mình. Và có rất là nhiều loại ví trên thị trường, dài, ví ngắn, ví kẹp nách này, cầm đi sự kiện này, có những chiếc ví, có những cái kiểu túi mà nó dài mà nó to á, đó chính là gọi là ví dụ lắp dùng đi đi dự tiệc, hay là những cái dạng mà cầm trên tay để đi dự tiệc á, hoặc là đi sự kiện, có rất là nhiều kiểu dáng và nhiều loại chất liệu. Chưa có loại nhựa này, đính kim, đính đá này, hay là da bóng này, da lì này, nó có rất là nhiều luôn. Tuy nhiên thì chúng ta chọn cái kiểu nó nhẹ nhàng thôi, đúng không? Nhẹ nhàng và nó đơn giản hơn, chúng ta có thể là cầm đi tiện lợi dễ dàng khi mà chúng ta lấy ra lấy vào. Nó nhỏ gọn xinh xắn, nó cũng không cần chọn loại quá là đắt tiền hay là quá là to. Được được có vài món đồ của mình chiếm nửa cái túi xách của mình rồi, nên ta nên chọn những cái loại vừa tầm của mình thôi. Đó, và thêm những cái phụ kiện bé bé xinh xinh này cũng rất là hay. Đó, đơn giản là chiếc ví gập chứ không phải chiếc ví dài. Thường thì các bạn nam ấy thì hay chọn cái chiếc ví kiểu bé xinh xinh này để bút túi, chứ không cần chiếc túi ví nó quá là to như các bạn nữ. Các bạn nữ thì thường nó sẽ đẹp hơn, chất liệu nhiều kiểu dáng hơn, màu sắc hơn. Và thực sự mình thấy cũng không cần thiết đâu mọi người. Chiếc này mình cầm trên tay đi đâu cũng rất là tiện, cầm cho vào gọn sách cũng rất là tiện. Chứ còn bình thường hồi xưa mình dùng một chiếc ví to gấp đôi như này, khi mỗi lần sau mà túi đút ra đút vào, lấy ra lấy vào cũng rất là bất tiện. Nên là mọi người hãy chọn chiếc loại mà chất liệu nhỏ gọn, xinh xắn, chắc chắn và dễ lấy, dễ sử dụng. Đúng như vậy. Nó được rất là nhiều thứ luôn. Rất là nhiều loại thẻ. Rất là xinh xắn luôn. Xinh kỹ rồi. Đó. Rất là xinh xắn luôn. Chia sẻ cho mọi người một cách để chọn một chiếc ví phù hợp
mình nói chung là chiếc ví. Chiếc ví có công dụng là gì? Là để đựng tiền và những cái món đồ như là thẻ này, thẻ này và tiền. Thì đơn giản là hai thứ đấy thôi. Còn bây giờ chúng ta không dùng đồng xu nữa, nên là chúng ta sử dụng tiền mặt. Nên là ví tiền rất là quan trọng đối với cả con trai lẫn con gái. Con trai thì thường chọn màu sắc là màu cối, màu đen, màu nâu. Đó, và chất liệu là da và nó chỉ có hai bên thôi. Nó cũng giống như chiếc ví này này, mà nó không phải bấm như này đâu, mà nó chỉ kẹp vào thế này thôi. Con gái thì có muôn vàn màu sắc, loại dài, loại to, loại kéo, kéo khóa, loại bấm. Rất là nhiều thể loại. Hôm nay mình chia sẻ với bạn thì các tiền ví mà mình đang sử dụng rất là thích. Nó là một chiếc ví với màu sáng, màu hồng, nhỏ nhắn xinh xắn và một chiếc kèm một chiếc móc khóa rất là dễ thương nha. Cầm trên tay rất là nhỏ gọn và tiện lợi luôn. Thực ra thì khi mà mình chọn một chất liệu ví thì mình ưu tiên để chọn là mang kiểu dáng màu sắc là màu hồng. Mình rất là thích màu hồng luôn á, nên là mình chọn đồ gì nó cũng mang cái màu dáng màu hồng, nên mình ưu tiên chọn chiếc ví màu hồng này. Và kiểu dáng của nó cũng rất là nhỏ, xinh xắn, khi mà mình rút vào túi này là mình mang tầm đi đâu ấy cũng rất là vừa tay, nhỏ gọn, nó không quá là to khổ vô trương là. Tiền bị lấy rồi nhé.
buổi đưa cho chú bảo vệ. Chú bảo vệ thấy rằng là khi là có chứng minh thư này, thẻ xe các thứ, giấy tờ vẫn còn, tiền vẫn còn, chú ấy có đưa cho một anh taxi bảo là đây thấy chiếc ví này này, bây giờ nếu mà ai biết được ai thì trả lại rồi đấy. Thế là vô tình anh taxi đấy thì lại quen, cũng sinh năm 1984, anh sinh năm 1984 cùng tuổi với chị bạn mình đó, và vô tình thế nào là anh ấy lại ở trong cái nhóm chat, ở trong cái nhóm Facebook, trên Facebook là nhóm tuổi 84 đó. Đó là anh ấy chụp cái ví ở đây, anh ấy đăng lên nhóm Facebook đấy, và anh bạn của chị mình, anh bạn của chị mình lại thấy cái bài viết đấy, là anh nhận ra là bà bạn mình đây rồi. Thế là anh ấy gọi điện cho anh taxi ấy và xin lại cái ví, và thế là trả lại cho chị mình. Và đó là một cái câu chuyện mình cảm thấy rằng nó rất là không thể tin được đó. Một cái con đường nào mình mất chiếc ví rồi không biết ở đâu, tự dưng cả hai tuần sau có một người trả lại mình đó. Và thấy rằng là một cái câu chuyện liên quan về chiếc ví mà mình cảm thấy rất là gọi là đáng nhớ luôn đó. Con đường đấy là chuẩn bị quay lại, tuy nhiên thì mặc dù giấy tờ vẫn còn, mặc dù tiền mất rồi nhưng giấy tờ vẫn còn, nó chẳng quan trọng. Cái điều mà mình cảm thấy rất là vi diệu lắm. Quay đi. Máy ơi. Cứ nói đi. Thì đó. Em đứng dậy cho một tí, Ok, nói đi, cứ nói đi. Thì đó chính là một trong những câu chuyện rất là ấn tượng khi em nói về chiếc ví. Thì mình cũng chưa bao giờ bị trong cái hoàn cảnh như thế, thế nên là chia sẻ với mọi người về cái câu chuyện đó để mọi người có thể thấy rằng là nếu mà mọi người có em đứng sang bên kia nói, em đứng sang bên kia đi. Ok, cho nó di chuyển một tí, đừng đứng sang bên này đi, đứng sang rồi ok rồi đứng đây nói cũng được, hoặc là đứng dịch ra đằng sau cũng được. Rồi nói đi, khoảng 30 giây thôi. Có một chiếc ví hay là có một món đồ gì đó ấy, mà mình lạc ở đâu ấy, hoàn toàn có thể lựa chọn cách nào đó xem là mình lạc ở đấy hôm nay mua. Nhưng đó một trong những điều rất là ấn tượng khi em chia sẻ với đọc được, kể cho mọi người cái câu chuyện của chiếc ví đó. Bao lâu rồi anh? Khoảng 20 giây nữa, cứ nói đi. Thường mọi người mua trên chiếc ví này trên các bán hàng ấy, trên Facebook hoặc là trên các trang khác ấy, giá tầm khoảng 20-30 nghìn chiếc này. Nếu mình mua thì giá là 9.000 thôi. Mọi người tin được không? Thật ra nếu mà mình sale được nữa ấy, thì chiếc ví này chỉ là giá là 1.000 thôi đó. Và thực sự chất lượng của nó rất là thích luôn á. Độ da của nó mình dùng một thời gian rồi nhưng mà cảm thấy nó vẫn rất là đẹp,
trông như mới á. Và các cái đường chỉ của nó khi mà làm á, nó cũng rất là chắc chắn. Nó mà có cả họa tiết rất là xinh xinh như thế này. Và mình cầm trên tay cũng rất là nhỏ gọn, thì mình cầm chiếc điện thoại, chiếc ví cũng rất là dễ dàng. Sao về chiếc ví này? Nếu mọi người muốn đặt mua chiếc ví này thì có gì hãy lên Shopee và đặt mua nhé. Ở trên Facebook thì cũng mua được, tuy nhiên ở trên Shopee nó sẽ có nhiều ưu đãi hơn, như là phí ship này, hay là phí ship, hay là có thể là được giảm giá. Nếu mà chúng ta săn được chiếc ví này có giá 1.000 thôi, 1.000 hoặc là 9.000, nếu mà chúng ta săn được. Nếu không thì bạn sẽ phải mua trên mạng với giá là tầm 30.000 chiếc ví này, 30.000. Ví thì có nhiều loại lắm mọi người ạ.
ví thì có nhiều loại, ví dụ như là chị nghĩ đang cầm thì là một chiếc ví cầm tay nhỏ xinh tiện lợi, có thể đem theo bất cứ đâu, hoặc là chiếc túi nào có thể vừa vặn. À, đây là ví thì có nhiều loại ví, giống như là ví cầm tay này, ví túi sách mình có thể kẹp nách này, hay là ví đựng tiền này, đó, hoặc là ví đi tiệc này, hoặc là ví những cái lắp nhỏ ấy để mình có thể cầm theo đi dạ tiệc này. Có rất là nhiều ví, tuy nhiên hôm nay mình sẽ chia sẻ một chiếc ví mà công dụng mà tất cả mọi người đều có, là ví đựng tiền. Thường ví đựng tiền thì nó sẽ có hai dáng, là dáng dài và dáng ngắn. Đó, và đây chiếc là chiếc dáng ngắn. Cái dáng ngắn này thì đa số là chiếc dáng ngắn này thì có một cái hình rất là cute. Đây, đây là hai ngăn của chiếc ví, một có một ngăn là đựng thẻ và một ngăn là đựng tiền. Và màu sắc của ví thì cũng rất là đa dạng, tùy các loại ví, từ hãng bình dân đến hàng cao cấp đến hàng hiệu. Và mình chiếc ví này cũng chỉ đơn giản là hãng bình dân thôi và ai cũng có thể dùng được, ai cũng có thể mua được cái chiếc ví này. Ví này cũng rất là kiểu dáng tiểu tiết, rất là đơn giản, nó có một màu hồng nhã nhặn, không một trang trí gì cả, và thêm một cái phụ kiện rất là xinh cute ở đây đó. Và thực ra đựng được cũng rất là nhiều, cầm trên tay cũng rất là nhỏ gọn như mọi người ạ, và đúng là chiếc túi sách của mình hầu như là túi nào cũng đựng vừa được hết á. Khi mà mọi người chọn ví thì mình thấy là thực ra thì cũng không cần phải là quá là cao cấp, chọn một chiếc ví quá là cao cấp nếu mà mọi người không có điều kiện thì có thể chọn một chiếc ví. Thường thì ví là chúng ta sẽ chọn chất liệu là da, da có nhiều loại da, da bò, da 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 thật này. Đó. Nếu mà da, nếu mà chúng ta dùng lâu năm ấy thì nên chọn một chiếc ví có chất liệu da tốt. Các cái đường chỉ của nó cũng, các đường chỉ của nó cũng gọi là chắc chắn đấy, để chúng ta thể lâu dài được. Và thêm một phụ kiện này rất là xinh, là chúng ta bỏ vào trong túi sách hay là chúng ta cầm trên tay này rất là tiện lợi. Và có các cái kiểu dáng nữa như là kẹp nách này, hay là ví chúng ta đi tiện này. Đó, ví dụ tiền này hay là những cái chiếc mà club bé mà chúng ta thì cầm trên tay, là những chiếc mình thấy có những cái chiếc của những cái hãng hiệu, ví dụ như Louis Vuitton hay là Gucci, có những chiếc túi mà chỉ đựng một vừa cây son thôi, ra giá của nó cũng rất là chát, mà đựng được mỗi một cây son thôi, thậm chí là không đựng được cái gì hết luôn á, giá cũng rất là đắt, chỉ bé xíu thôi mà. Để xíu luôn này hả? Đó, chúng ta nên nếu mọi người không có điều kiện ấy, thì nên mua cái loại ví tập trung thôi. Đó là đựng được rất là nhiều luôn, đựng được rất là nhiều và có rất là nhiều ngăn cho mọi người có thể đựng được. Đó, nên mua thằng đấy. Và những chiếc túi tầm chiếc ví tầm từ vài chục có, vài trăm có, vài triệu có, vài trăm triệu cũng có. Tuy nhiên là công dụng nó chỉ là đựng tiền thôi, nó cũng không cần quá là bắt đầu là vừa tầm với túi sách, nó dễ thương, dễ nhìn, dễ lấy ra đút vào thôi, chứ không phải quá khổ để chúng ta phải vô trương làm gì, đúng không? Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ lại thêm một chủ đề nữa, đó chính là chủ đề về chia sẻ cách để chọn một chiếc ví. Chúng ta có thể hôm nay mình có mang đến một sản phẩm và chúng ta có chiếc ví tiện lợi mà có thể đựng tiền, đựng thẻ, như là đựng các cái vật dụng kiểu là giấy tờ. Và đây là chiếc ví rất là nhỏ gọn và xinh xắn thôi, rất là dễ cầm trên tay thôi, vừa in trên tay mình. Và có rất là nhiều loại ví trên thị trường, dài, ngắn, ví kẹp nách này, cầm đi sự kiện này, có những chiếc ví có những cái kiểu
túi mà nó dài mà nó to á, đó chính là gọi là ví dụ club, dùng đi dự tiệc, hay là những cái dạng mà cầm trên tay để đi dự tiệc á, hoặc là đi sự kiện, có rất là nhiều kiểu dáng và nhiều loại chất liệu. Ờ chưa, có loại kiểu mà đi nhựa này, đính kim, đính đá này, hay là da da bóng này, da da lì này, nó có rất là nhiều luôn. Tuy nhiên thì chúng ta chọn cái kiểu nó nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng mà nó đơn giản hơn, chúng ta có thể là cầm đi tiện lợi dễ dàng, khi mà chúng ta lấy ra lấy vào nhỏ gọn sinh hoạt, chứ nó không cần chọn những loại quá là đắt tiền hay là quá là to, được có vài món đồ chiếm nửa cái túi xách của mình rồi. Nên ta nên chọn cái loại vừa tầm của mình thôi. Đó, và thêm cái phụ kiện bé bé xinh xinh này cũng rất là hay. Đó, đơn giản là chiếc ví gập. Ví gập chứ không phải chiếc ví dài. Thường thì các bạn nam ấy thì cũng phải chọn cái chiếc ví kiểu bé bé xinh xinh này để bút vào túi là xong. Đó, chứ không cần chiếc túi ví nó quá là to như các bạn nữ. Các bạn nữ thì thường nó sẽ đẹp hơn, chất liệu nó nhiều kiểu dáng hơn, màu sắc hơn. Và thực sự mình thấy cũng không cần thiết đâu mọi người. Chiếc này mình cầm trên tay đi đâu cũng rất là tiện, cầm cho vào gọn sách cũng rất là tiện. Chứ còn bình thường hồi xưa mình dùng một chiếc ví to gấp đôi như này, khi mỗi lần cho vào túi đút ra đút vào, lấy ra lấy vào cũng rất là bất tiện. Nên là mọi người hãy chọn chiếc loại mà chất liệu nhỏ gọn, xinh xắn, chắc chắn và dễ lấy, dễ sử dụng. Đúng như vậy. Nó được rất là nhiều thứ luôn, rất là nhiều loại thẻ, rất là xinh xắn luôn, xinh kỹ à. Đó. Rất là xinh xắn luôn. Thì khi mà mình chọn một chất liệu ví thì mình ưu tiên để
giá của nó cũng rất là rẻ thôi, mấy chục nghìn thôi. Dù mình nghe là mấy chục nhưng mà cái đường chỉ hay là cái chất liệu của nó thực sự rất là ok luôn đấy mọi người ạ. Rất là đẹp luôn. Chứ không phải là tiền nào của đấy đâu. Mặc dù nó rẻ nhưng mà mình thấy chất lượng của nó khá là ok. Chất lượng của nó tốt hơn so với giá cả. Đó là rất là ưng cái chiếc ví này. Có thể đặt ở trên Shopee, cùng link Shopee mọi người chỉ cần ấn chữ là tìm mua ví ra. Đó, và đặt một chiếc này. Rất là hay luôn. Mọi người nhớ là gì? Nó cũng chỉ là một chiếc ví thôi nên mọi người không cần quá là cầu toàn là nó phải là hàng hiệu hay là hàng sách tay. Nhưng mà nếu mà mọi người có điều kiện thì mọi người cũng nên đặt mua. Cứ nói đi. Em đứng dịch cho một tí. Ok, nói cứ nói đi. Thì đó chính là một trong những câu chuyện rất là ấn tượng khi nói về chiếc ví. Thì mình cũng chưa bao giờ bị trong cái hoàn cảnh như thế. Nên
em đứng sang bên kia, nói em đứng sang bên kia đấy, ok cho nó di chuyển một tí, đừng đứng sang bên này đấy, đứng sang rồi rồi ok rồi đứng đây nó cũng được, hoặc là đứng dịch ra đằng sau cũng được, rồi nó đi khoảng 30 giây thôi. Khoảng 20 giây nữa, cứ nói đi. Thường mọi người mua trên chiếc ví này trên các bán hàng ấy, trên Facebook hoặc là trên các trang khác ấy, giá tầm khoảng 20-30 20-30 nghìn chiếc này, nhưng mình mua với giá là 9.000 thôi, có tin được không? Thực ra nếu mà mình sell được nữa ấy, thì chiếc ví này chỉ giá là 1.000 thôi đó. Và thực sự chất lượng của nó rất là thích luôn á. Cái đường chỉ nó khi mà làm á nó cũng rất là chắc chắn, nó mà có cả họa tiết rất là xinh xinh như này, và mình cầm trên tay cũng rất là nhỏ gọn, thì mình cầm chiếc điện thoại, chiếc ví cũng rất là dễ dàng. Ngân hàng, tiền tin này,
cạnh đó là chiếc điện thoại của mình. Có mỗi hai món đồ thôi nên thực sự rất là vừa tay mình. Cầm đi đâu cũng có thể được. Nó nhỏ gọn, nó dễ dàng. Và chất liệu của cái này rất là đẹp luôn. Mình không biết đây là hàng của bên nào sản xuất, nhưng mà tuy nhiên khi mà sử dụng mình cảm thấy nó rất là nhỏ gọn, an toàn, dễ dàng sử dụng. Mở ra phát lấy được luôn. Yeah.
xe chạy ơi gì hồng. Ví dụ tiệc này hay là chuyện cái chiếc mà club bé mà chúng ta thì cầm trên tay là chiếc mình thấy có những cái chiếc của những cái hãng hiệu ví dụ như Louis Vuitton hay là Gucci có những cái chiếc túi mà chỉ đựng một vừa cây son thôi ra giá của nó cũng rất là chát mà đựng được có mỗi một cây son thôi thậm chí là không đựng được cái gì hết luôn á giá cũng rất là đắt một chiếc bé xíu thôi mà bé xíu luôn này ạ. Đó chúng ta nên mọi người không có điều kiện ấy thì nên mua cái loại ví tập trung hơn đó là đựng được rất là nhiều luôn đựng được rất là nhiều và có rất là nhiều ngăn cho mọi người có thể đựng được đó nên mua đấy và những chiếc túi tầm chiếc ví tầm từ vài chục có vài trăm có vài triệu có vài trăm triệu cũng có tuy nhiên là công dụng nó chỉ là đựng tiền thôi là cũng không cần quá là vừa tầm túi sách nó dễ thương dễ nhìn dễ lấy ra bút vào thôi chứ không phải quá khổ để chúng ta phải vô trương làm gì đúng không. Xin chào mọi người à, hôm nay mình sẽ lại thêm một chủ đề nữa đó chính là chủ đề vừa chia sẻ cách để chọn một chiếc ví chúng ta có thể hôm nay mình có mang đến một sản phẩm đó chính là một chiếc tiện lợi mà có thể đựng tiền, đựng thẻ như là đựng các cái vật dụng mà nó kiểu là giấy tờ ấy. Và đây là chiếc ví rất là nhỏ gọn và xinh xắn thôi, rất là dễ cầm trên tay thôi, vừa in trên tay mình. Đó. Và có rất là nhiều loại ví trên thị trường, dài, ví ngắn, ví kẻ nách này, ví cầm đi sự kiện này có những chiếc ví, có những cái kiểu túi mà nó dài mà nó to, đó chính là gọi là ví dụng. Club dùng đi đi dự tiệc hay là những cái dạng mà cầm trên tay để đi dự tiệc á hoặc là đi sự kiện có rất là nhiều kiểu dáng và nhiều loại chất liệu chưa có loại nhựa này đính kim đính đá này hay là da da bóng này da da lì này nó có rất là nhiều luôn tuy nhiên thì chúng ta chọn cái kiểu nó nhẹ nhàng thôi nhẹ nhàng và nó đơn giản hơn chúng ta có thể là cầm đi tiện lợi dễ dàng khi mà chúng ta lấy ra lấy vào nó nhỏ gọn xinh xắn nó không cần chọn những loại quá là đắt tiền hay là quá là to được được có vài món đồ của mình chiếm nửa cái túi xách của mình rồi cũng nên ta nên chọn những cái loại vừa tầm của mình thôi đó và thêm những cái phụ kiện bé bé xinh xinh này cũng rất là hay đơn giản là chiếc ví gập chứ không phải chiếc ví dài thường thì các bạn nam ấy thì sẽ hay chọn cái chiếc ví kiểu đồ xinh xinh này bút túi chứ không cần một chiếc túi ví nó quá là to như các bạn nữ thì thường nó sẽ đẹp hơn chất liệu nó nhiều kiểu dáng hơn màu sắc hơn và thực sự mình thấy cũng không cần thiết đâu mọi người chiếc này mình cầm trên tay đi đâu cũng rất là tiện cầm cho vào gọn sách cũng rất là tiện chứ còn bình thường hồi xưa mình dùng một chiếc ví có gấp đôi như này khi mỗi lần cho vào túi đút ra đút vào lấy ra lấy vào cũng rất là bất tiện nên là mọi người hãy chọn chiếc loại mà chất liệu nhỏ gọn xinh xắn chắc chắn và dễ lấy dễ sử dụng đúng như vậy nó được rất là nhiều thứ luôn rất là nhiều loại thẻ rất là xinh xắn luôn kỹ rồi đó rất là xinh xắn luôn tiền và những cái món đồ dụng cụ như là thẻ này,
thẻ để còn tiền, chỉ đơn giản là hai thứ đấy thôi. Thường bây giờ chúng ta không dùng đồng xu nữa nên là chúng ta sử dụng tiền mặt, nên là ví tiền rất là quan trọng đối với cả con trai lẫn con gái. Con trai thì thường chọn màu sắc là màu tối, màu đen, màu nâu đó, và chất liệu là da, và nó chỉ có hai bên thôi, nó cũng giống như chiếc ví này này mà nó không phải bấm như này đâu, mà nó chỉ kẹp vào thế này thôi. Con gái thì có muôn vàn màu sắc, loại dài, loại to, loại kéo, kéo khóa, loại bấm, rất là nhiều thể loại. Hôm nay mình chia sẻ với bạn thì trang tiền ví mình đang sử dụng rất là thích. Nó là một chiếc ví với màu dáng màu hồng nhỏ nhắn xinh xắn, và một chiếc kèm một chiếc móc khóa rất là dễ thương nha, cầm trên tay rất là nhỏ gọn và tiện lợi luôn. Thực ra thì khi mà mình chọn một chất liệu ví thì mình ưu tiên để mình chọn là mang kiểu dáng màu sắc là màu hồng. Mình rất là thích màu hồng luôn á, nên là mình chọn đồ ví nó cũng mang cái màu dáng màu hồng, nên mình ưu tiên chọn chiếc ví màu hồng này. Và kiểu dáng của nó cũng rất là nhỏ, xinh xắn, khi mà mình rút vào túi này là mình mang tầm đi đâu ấy cũng rất là vừa tay, nhỏ gọn, nó không quá là to khổ phô trương là. Và cái này mang đựng được rất là nhiều đồ luôn, rất là nhiều loại thẻ, tầm chục cái thẻ, nó đựng gọn, nó bé, và mỗi khi mà mình đi đâu hay mình lấy ra sử dụng ấy thì nó cũng rất là tiện. Đặt mua chiếc ví này ở trên Shopee hay là ở trên mạng, có rất là nhiều bên họ bán những ví này, và giá của nó cũng rất là rẻ thôi, mấy chục nghìn thôi. Mặc dù mình nghe là mấy chục nhưng mà cái đường chỉ hay là cái chất liệu của nó thực sự rất là ok luôn đấy mọi người ạ, rất là đẹp luôn, chứ không phải là tiền nào của đấy đâu. Mặc dù nó rẻ nhưng mà mình thấy chất lượng của nó khá là ok, chất lượng còn tốt hơn so với giá cả. Đó là cái rất là ưng về chiếc ví này. Mình có thể đặt ở trên Shopee, đường link Shopee mọi người chỉ cần ấn chữ là tìm mua ví ra đó là đặt một chiếc này, rất là hay luôn. Mọi người nhớ là gì, nó cũng chỉ là một chiếc ví thôi nên mọi người không cần quá là toàn là nó phải là hàng hiệu hay là hàng sách tay thì sao? Nhưng mà nếu mà mọi người có điều kiện thì mọi người cứ nên đặt mua, đúng không? Xin chào mọi người, hôm nay là mình lại tiếp tục chia sẻ về câu chuyện của chiếc ví. Đây là một trong những chiếc ví mà mình yêu thích nhất của mình và nó luôn luôn nằm bên cạnh mình. Đây là chiếc ví mình chọn là chiếc ví màu hồng, tại vì mình rất là thích màu hồng. Lần trước khi mà mình có một câu chuyện thế này, có một câu chuyện một chiếc ví mà mình nhớ mãi trong đầu, đó chính là một chị bạn của mình. Chị bạn ấy có một chiếc ví và chị ấy vô tình một lần đi ăn KFC với các con, chị ấy vô tình để quên chiếc ví ở trên bàn, và chị quên mất thì một lúc sau chị ấy quay lại, chị ấy hỏi chiếc ví thì thấy chiếc ví đã biến mất rồi. Chị ấy hỏi nhân viên ở trong quán KFC là có thể kiểm tra lại camera để giúp chị chiếc bạn để lấy lại chiếc ví được không. Các bạn ấy bảo là lúc đấy chị ấy ngồi ở góc khuất thì không tìm được chiếc ví đó. Chiếc ví có hình dáng thổ cẩm, dáng thổ cẩm. Và mọi người có tin được điều gì xảy ra không? Và có nghĩa là đã có một ai đó họ lấy mất rồi, mà không hiểu tại sao trong vòng 2 tuần sau chị ấy đã tìm lại được chiếc ví. Cái cách rất là vi diệu luôn á, như thế này, nghĩa chiếc ví đó là có bị một người lấy mất, người đó vứt vào sọt rác, và cái khu lao công sọt rác của ấy đi vào bãi rác, của ấy thấy cái lúc mà dọn ấy, cô ấy thấy cái chiếc ví đó, thì cô ấy thấy ở bên trong có các giấy tờ, mặc dù tiền bị lấy rồi nhé, cô ấy thấy các giấy tờ. Thế là cô ấy đưa cho chú bảo vệ, chú
chú bảo vệ thấy rằng là ghi là có chứng minh thư này, thẻ xe các thứ giấy tờ vẫn còn, tiền vẫn còn, chú ấy có đưa cho một anh taxi bảo là đây thấy chiếc ví này này, bây giờ nếu mà ai biết được ai thì trả lại rồi đấy. Thế là vô tình anh taxi đấy thì lại quen, cũng sinh năm 1984, anh sinh năm 1984 cùng tuổi với chị bạn mình đó, và vô tình thế nào là anh ấy lại ở trong cái nhóm chat, ở trong cái nhóm Facebook, trên Facebook là nhóm tuổi 84 đó, và thế là anh ấy chụp cái ví ở đây, anh ấy đăng lên nhóm Facebook đấy, và anh bạn của chị mình, anh bạn của chị mình lại thấy cái bài viết đấy, là anh nhận ra là bà bạn mình đây rồi. Thế là anh ấy gọi điện cho anh taxi ấy và xin lại cái ví, và thế là trả lại cho chị mình. Và đó là một cái câu chuyện mình cảm thấy rằng nó rất là không thể tin được đó. Một cái con đường nào mình mất chiếc ví rồi không biết ở đâu, tự dưng hai tuần sau có một người trả lại mình đó, và thấy rằng là một cái câu chuyện liên quan với chiếc ví mà mình cảm thấy rất là gọi là đáng nhớ luôn đó. Con đường đấy là chuyện bị quay lại, tuy nhiên thì mặc dù giấy tờ vẫn còn, mặc dù tiền mất rồi nhưng giấy tờ vẫn còn, nó trong trọng cái điều mình cảm thấy rất là vi diệu lắm. Quay đi. Máy ấy. Cứ nói đi. Đó. Em đứng dịch cho một tí, Ok, nói đi, cứ nói đi. Đó chính là một trong những câu chuyện rất là ấn tượng khi nói về chiếc ví, thì mình cũng chưa bao giờ bị trong cái hoàn cảnh như thế, thế nên là chia sẻ với mọi người về cái câu chuyện đó để mọi người có thể thấy rằng là nếu mà mọi người có em đứng sang bên kia nói, em đứng sang bên kia đi, ok, cho nó di chuyển một tí, đừng đứng sang bên này đi, đứng sang, rồi ok, rồi đứng đây nói cũng được, hoặc là đứng dịch ra đằng sau cũng được. Rồi nói đi khoảng 30 giây thôi. Có một chiếc ví hay là có một món đồ gì đó ấy, mà mình làm ở đâu ấy, hoàn toàn có thể tưởng một cách nào đó xem là mình làm cái hôm nay một thì đó, một trong những điều rất là ấn tượng khi mình chia sẻ với đọc này, kể cho mọi người cái câu chuyện của chiếc ví đó. Bao lâu với anh? Khoảng 20 giây nữa, cứ nói đi. Thường mọi người mua trên chiếc ví này trên các bán hàng ấy, trên Facebook hoặc là trên các trang khác ấy, giá tầm 20-30 nghìn chiếc này. Nếu mình mua thì giá là 9.000 thôi. Mọi người tin được không? Thực ra nếu mà mình sell được nữa ấy, thì chiếc ví này chỉ là giá là 1.000 thôi đó. Và thực sự chất lượng của nó rất là thích luôn á. Đẹp, trông như mới á. Và
các cái đường chỉ của nó khi mà làm á, nó cũng rất là chắc chắn. Nó mà có cả họa tiết nó rất là xinh xinh như thế này. Và mình cầm trên tay cũng rất là nhỏ gọn, thì mình cầm chiếc điện thoại, chiếc ví cũng rất là dễ dàng. Nhiều loại, ví dụ như là mình đang cầm đó là một chiếc ví cầm tay nhỏ xinh tiện lợi, có thể
đem theo bất cứ đâu, hoặc là cái túi nào có thể vừa vặn. À, đây là ví thì có nhiều loại ví, giống như là ví cầm tay này, ví ví túi sách mình có thể kẹp nách này, hay là ví đựng tiền này đó, hoặc là ví đi tiệc này, hoặc là ví những cái lắp nhỏ ấy để mình có thể cầm theo đi dã tiệc này đó. Có rất là nhiều loại ví, tuy nhiên hôm nay mình sẽ chia sẻ một chiếc ví mà công dụng mà tất cả mọi người đều có, là ví đựng tiền. Thường ví đựng tiền thì sẽ có hai dáng, là dáng dài và dáng ngắn đó, và đây chiếc là chiếc dáng ngắn. Dáng ngắn này thì đa số là chiếc dáng ngắn này thì có một cái hình rất là cute. Đây, đây là hai ngăn của chiếc ví, gồm có một ngăn là đựng thẻ và một ngăn là đựng tiền. Và màu sắc của ví thì cũng rất là đa dạng, tùy các loại ví, từ hàng bình dân đến hàng cao cấp đến hàng hiệu. Và mình chiếc ví này của mình chỉ đơn giản là hàng bình dân thôi, và ai cũng có thể dùng được, ai cũng có thể mua được cái chiếc ví này. Ví này cũng rất là kiểu dáng tiểu tiết, rất là đơn giản, nó có một màu hồng nhã nhặn, không một trang trí gì cả, và thêm một cái phụ kiện rất là tinh cute ở đây. Đó, và thực ra đựng được cũng rất là nhiều, cầm trên tay cũng rất là nhỏ gọn mọi người ạ, và đút vào chiếc túi sách của mình hầu như là túi nào cũng đựng vừa được hết á. Nếu mà khi mà mọi người chọn ví thì mình thấy là thực ra thì cũng không cần phải là quá là cao cấp, chọn một chiếc ví quá là cao cấp nếu mà mọi người không có điều kiện thì có thể chọn một chiếc ví. Thường thì ví là chúng ta sẽ chọn chất liệu là da, có nhiều loại da, da bò, da thật này. Đó. Nếu mà da, nếu mà chúng ta dùng lâu năm ấy, thì nên chọn những chiếc ví có chất liệu da tốt, các cái đường chỉ của nó cũng các đường chỉ của nó cũng gọi là chắc chắn đấy, để chúng ta có thể dùng lâu dài được. Và thêm một phụ kiện này rất là xinh, là chúng ta bỏ vào trong túi sách hay là chúng ta cầm trên tay này, rất là tiện lợi. Đó. Và có các cái kiểu dáng nữa, như là ví kẹp nách này, hay là ví chúng ta đi tiệc. Đó, ví dự tiệc này, hay là cái chiếc mà club bé mà chúng ta thì cầm trên tay, là những chiếc mình thấy có những cái chiếc của những cái hãng hiệu, ví dụ như Louis Vuitton hay là Gucci, có những chiếc túi mà chỉ đựng một vừa cây son thôi, ra giá của nó cũng rất là chát, mà đựng được có mỗi một cây son thôi, thậm chí là không đựng được một cái gì hết luôn á, giá cũng rất là đắt, chỉ bé xíu thôi mà, bé xíu luôn này ạ. Đó, và chúng ta nên nếu mọi người không có điều kiện ấy, thì nên mua cái loại ví tầm trung thôi, là đựng được rất là nhiều luôn, đựng được rất là nhiều và có rất là nhiều ngăn cho mọi người có thể đựng được. Đó, nên mua thằng đấy. Và những chiếc túi tầm chiếc ví tầm từ vài chục cũng có, vài trăm cũng có, vài triệu cũng có, vài trăm triệu cũng có. Tuy nhiên là công dụng nó chỉ là đựng tiền thôi, là cũng không cần quá là đắt đỏ, là vừa tầm vừa túi sách, nó dễ thương, dễ nhìn, dễ lấy ra đút vào thôi, chứ không phải quá khổ để chúng ta phải vô trương làm gì nữa. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ lại thêm một chủ đề nữa, đó chính là chủ đề vừa chia sẻ cách để chọn một chiếc ví. Chúng ta có thể hôm nay mình có mang đến một sản phẩm, đó chính là một chiếc ví tiện lợi mà mình có thể đựng tiền, đựng thẻ, dựng các cái vật dụng kiểu là giấy tờ. Và đây là chiếc ví rất là nhỏ gọn và xinh xắn thôi, rất là dễ cầm trên tay thôi, vừa in trên tay mình. Và có rất là nhiều loại ví trên thị trường, dài, ví ngắn, ví kẹp nách này, ví cầm đi sự kiện này, có những chiếc ví, có những cái kiểu túi mà nó dài mà nó to, đó chính là gọi là ví dụng club.
kiểu như đi dự tiệc hay là những cái dạng mà cầm trên tay để đi dự tiệc á, hoặc là đi sự kiện, có rất là nhiều kiểu dáng và nhiều loại chất liệu. Ờ chưa, có loại kiểu anh mới đi nhựa này, đính kim, đính đá này, hay là da da bóng này, da da lì này, nó có rất là nhiều luôn. Tuy nhiên thì chúng ta chọn cái kiểu nó nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng mà nó đơn giản hơn, chúng ta có thể là cầm đi tiện lợi dễ dàng khi mà chúng ta lấy ra lấy vào, nó nhỏ gọn sinh sản, chứ nó không cần chọn những loại quá là đắt tiền hay là quá là to, được được có vài món đồ thì chiếm nửa cái túi xách của mình rồi, cũng không nên, ta nên chọn những cái loại vừa tầm của mình thôi. Đó, và thêm những cái phụ kiện bé bé xinh xinh này cũng rất là hay. Đó, đơn giản là chiếc ví gập, chứ không phải chiếc ví dài. Thường thì các bạn nam ấy thì cũng hay chọn cái chiếc ví kiểu bé bé xinh xinh này bút và ví, chứ không cần chiếc túi ví nó quá là to như các bạn nữ. Các bạn nữ thì thường nó sẽ đẹp hơn, chất liệu nó nhiều kiểu dáng hơn, màu sắc hơn. Và thực sự mình thấy cũng không cần thiết đâu mọi người. Chiếc này mình cầm trên tay đi đâu cũng rất là tiện, cầm cho vào gọn sách cũng rất là tiện. Chứ còn bình thường hồi xưa mình dùng một chiếc ví to gấp đôi như này, khi mỗi lần cho vào túi đút ra đút vào, lấy ra lấy vào cũng rất là bất tiện. Nên là mọi người hãy chọn chiếc loại mà chất liệu nhỏ gọn xinh xắn, chắc chắn và dễ lấy, dễ sử dụng. Đúng như vậy. Nó được dùng rất là nhiều thứ luôn, rất là nhiều loại thẻ, rất là xinh xắn luôn, xinh kỹ à. Đó, rất là xinh xắn luôn. Giá của nó cũng rất là rẻ thôi, mấy chục nghìn thôi. Dù mình nghe là mấy chục nhưng
cùng link Shopee, mọi người chỉ cần ấn chữ là tìm mua ví ra đó và đặt một chiếc này rất là hay luôn. Mọi người nhớ là gì, nó cũng chỉ là một chiếc ví thôi nên mọi người không cần quá là cầu toàn là nó phải là hàng hiệu hay là hàng sách tay. Nhưng mà nếu mà mọi người có điều kiện thì mọi người cứ nên đặt mua. Cứ nói đi. Em đứng dịch cho một tí. Ok, cứ nói đi. Thì đó chính là một trong những câu chuyện rất là ấn tượng khi nói về chiếc ví. Thì mình cũng chưa bao giờ bị trong cái hoàn cảnh như thế. Thế nên là chia sẻ với mọi người về cái câu chuyện đó để mọi người có thể thấy rằng là nếu mà mọi người có... Em đứng sang bên kia nói. Ok, cho nó di chuyển một tí, đừng đứng sang bên này đi, đứng sang, rồi ok, rồi đứng đây nó cũng được, hoặc là đứng dịch ra đằng sau cũng được, rồi nói đi khoảng 30 giây thôi. Có một chiếc
lâu đấy anh? Khoảng 20 giây nữa, cứ nói đi. Thường mọi người mua trên chiếc ví này, trên các bán hàng ấy, trên Facebook hoặc là trên các trang khác ấy, giá tầm khoảng 20-30, tầm 20-30 nghìn chiếc này. Nhưng mình mua với giá là 9 nghìn thôi. Mọi người tin được không? Thật ra nếu mà mình sell được nữa ấy, thì chiếc ví này chỉ là giá là 1 nghìn thôi. Và thực sự chất lượng của nó rất là thích luôn á. Sao? Là bên
cạnh đó là chiếc điện thoại của mình. Có mỗi hai món đồ thôi nhưng thực sự rất là vừa tay mình. Cầm đi đâu mà thấy được. Nó nhỏ gọn, nó dễ dàng. Và chất liệu của cái này rất là đẹp luôn. Mình không biết đây là hàng của bên nào sản xuất, nhưng mà tuy nhiên khi mà sử dụng mình cảm thấy nó rất là nhỏ gọn, an toàn, dễ dàng sử dụng. Mở ra phát lấy được luôn. Yeah.
rãi dĩ hồng. Đó, ví dụ tiệc là hay là chuyện cái chiếc mà club bé mà chúng ta thì cầm trên tay là những chiếc, mình thấy có những cái chiếc của những cái hãng hãng hiệu ví dụ như Louis Vuitton hay là Gucci, có những chiếc túi mà chỉ đựng một vừa cây son thôi, ra giá của nó cũng rất là chát mà đựng được mỗi một cây son thôi, thậm chí là không đựng được cái gì hết luôn á, giá rất là đắt, chỉ bé xíu thôi thôi à. Bé xíu luôn này hả? Đó, chúng ta nên nếu mọi người không có điều kiện ấy thì nên mua cái loại ví tầm trung thôi, đó là đựng được rất là nhiều luôn, đựng được rất là nhiều và có rất là nhiều ngăn cho mọi người có thể đựng được, đó nên mua đấy. Và những chiếc túi tầm chiếc ví tầm từ vài chục có, vài trăm có, vài triệu có, vài trăm triệu có. Tuy nhiên là công dụng nó chỉ là đựng tiền thôi, là cũng không cần quá là vận động, là vừa vừa tầm vừa túi sách, nó dễ thương, dễ nhìn, dễ lấy ra đút vào thôi, chứ không phải quá khổ để chúng ta phải vô trương làm gì nữa. Thẻ này và tiền, chỉ đơn giản là hai thứ đấy thôi.
bây giờ chúng ta không dùng đồng xu nữa, nên là chúng ta chỉ dùng tiền mặt. Nên là ví tiền rất là quan trọng đối với cả con trai lẫn con gái. Con trai thì thường chọn màu sắc là màu tối, màu đen, màu nâu. Đó, và chất liệu là da và nó chỉ có hai bên thôi. Nó cũng giống như chiếc ví này này, mà nó không phải bấm như này đâu, mà nó chỉ kẹp vào thế này thôi. Con gái thì có muôn vàn màu sắc, loại dài, loại to, loại kéo, kéo khóa, loại bấm. Đó, rất là nhiều thể loại. Hôm nay mình chia sẻ những loại trang tiền ví mà mình đang sử dụng rất là thích. Nó là một chiếc ví với màu dáng, màu hồng, nhỏ nhắn xinh xắn. Và một chiếc kèm một chiếc móc khóa rất là dễ thương nè. Cầm trên tay rất là nhỏ gọn và tiện lợi luôn. Thì khi mà mình chọn một chất liệu ví thì mình ưu tiên để mình chọn là mang kiểu dáng màu sắc là màu hồng. Mình rất là thích màu hồng luôn á, nên là mình chọn đồ ví sẽ chức năng cái màu dáng màu hồng, nên mình ưu tiên chọn chiếc ví màu hồng này. Và kiểu dáng của nó cũng rất là nhỏ, xinh xắn, khi mà mình rút vào túi này là mình mang tầm đi đâu ấy cũng rất là vừa tay, nhỏ gọn, nó không quá là to khổ vô trương là. Và cái này mang đựng được rất là nhiều đồ luôn, rất là nhiều loại thẻ, tầm chục cái thẻ, nó đựng gọn, nó bé. Và mỗi khi mình đi đâu hay mình lấy ra sử dụng ấy thì nó cũng rất là tiện. Đó, cầm một chiếc điện thoại với một chiếc ví này mà chỉ có vừa tay mình thôi, rất là hay luôn. Và mọi người có thể đặt mua chiếc ví này ở trên Shopee hay là ở trên mạng, có rất là nhiều bên họ bán ví này và giá của nó cũng rất là rẻ thôi, mấy chục nghìn thôi. Mặc dù mình nghe là mấy chục, nhưng mà cái đường chỉ hay là cái chất liệu của nó thực sự rất là ok luôn đấy mọi người ạ, rất là đẹp luôn, chứ không phải là tiền nào của đấy đâu. Mặc dù nó rẻ nhưng mà mình thấy chất lượng của nó khá là ok, chất lượng còn tốt hơn so với giá cả. Đó là cái rất là ưng về chiếc ví này. Mọi người có thể đặt ở trên Shopee, cùng link Shopee mọi người chỉ cần ấn chữ là tìm mua ví ra. Đó, và đặt một chiếc này rất là hay luôn. Mọi người nhớ là gì? Nó cũng chỉ là một chiếc ví thôi nên mọi người không cần quá là toàn là nó phải là hàng hiệu hay là hàng sách tay. Nhưng mà nếu mà mọi người có điều kiện thì mọi người cứ nên đặt mua, đúng không? Xin chào mọi người, hôm nay là mình lại tiếp tục chia sẻ về câu chuyện của chiếc ví. Đây là một trong những chiếc ví mà mình yêu thích nhất của mình và nó luôn luôn nằm bên cạnh mình. Đây là chiếc ví mình chọn, là chiếc ví màu hồng, tại vì mình rất là thích màu hồng. Lần trước khi mà mình có một câu chuyện thế này, có một câu chuyện một chiếc ví mà mình nhớ mãi trong đầu, đó chính là một chị bạn của mình. Chị bạn ấy có một chiếc ví và chị ấy vô tình một lần đi ăn KFC với các con, chị ấy vô tình để quên chiếc ví ở trên bàn và chị ấy quên mất. Thì một lúc sau chị ấy quay lại, chị ấy hỏi chiếc ví thì thấy chiếc ví đã biến mất rồi. Chị ấy hỏi nhân viên trong quán KFC là có thể kiểm tra lại camera để giúp chị chiếc bạn để lấy lại chiếc ví được không. Thì các bạn ấy bảo là lúc đấy chị ấy ngồi ở góc khuất thì không tìm được chiếc ví đó. Chiếc ví có hình dáng thổ cẩm, dáng thổ cẩm. Và mọi người có tin được điều gì xảy ra không? Và có nghĩa là đã có một ai đó họ lấy mất rồi mà không hiểu tại sao, trong vòng 2 tuần sau chị ấy đã tìm lại được chiếc ví. Cái cách rất là vi diệu luôn á. Như thế này, nghĩa chiếc ví đó là có bị một người lấy mất, người đó vứt vào sọt rác. Và khi cái khu lao công sọt rác của ấy đi vào bãi rác, cô ấy thấy cái lúc mà dọn ấy, cô ấy thấy cái chiếc ví đó. Thì cô ấy thấy ở bên trong có các giấy tờ, mặc dù tiền bị lấy rồi nhá. Cô ấy thấy có các giấy tờ, thế là cô ấy đưa cho chú bảo vệ. Chú bảo vệ thấy rằng là ghi là gồm có chứng minh thư này, thẻ xe các thứ
giấy tờ vẫn còn, tiền vẫn còn, chú ấy có đưa cho một anh taxi bảo là đây thấy chiếc ví này này, bây giờ nếu mà ai biết được ai thì trả lại rồi đấy. Thế là vô tình anh taxi ấy thì lại quen, cũng sinh năm 1984, anh sinh năm 1984 cùng một tuổi với chị bạn mình đó, và vô tình thế nào là anh ấy lại ở trong cái nhóm chat, ở trong cái nhóm Face, trên Face là nhóm tuổi 84 đó, và thế là anh ấy chụp cái ví ở đây, anh ấy đăng lên nhóm Face đấy, và anh bạn của chị mình, anh bạn của chị mình lại thấy cái bài viết đấy, là anh nhận ra là bà bạn mình đây rồi. Thế là anh ấy gọi điện cho anh taxi ấy và xin lại cái ví, và thế là trả lại cho chính mình. Và đó là một cái câu chuyện mình cảm thấy rằng nó rất là không thể tin được đó. Một cái con đường nào mình mất chiếc ví rồi không biết ở đâu, tự dưng hai tuần sau có một người trả lại mình đó, và thấy rằng là một cái câu chuyện liên quan với chiếc ví mà mình cảm thấy rất là gọi là đáng nhớ luôn đó. Con đường đấy là chuẩn bị quay lại, tuy nhiên thì mặc dù giấy tờ vẫn còn, nhưng mà mặc dù tiền mất rồi nhưng giấy tờ vẫn còn, nó chẳng có cái điều mà mình cảm thấy rất là vi diệu lắm. Quay đi. Mấy em? Cứ nói đi. Thì đó. Em đứng dịch cho một tí, Ok, nói đi, cứ nói đi. Thì đó chính là một trong những câu chuyện rất là ấn tượng khi nói về chiếc ví thì mình cũng chưa bao giờ bị trong cái hoàn cảnh như thế, thế nên là chia sẻ cho mọi người về cái câu chuyện đó để mọi người có thể thấy rằng là nếu mà mọi người có em đứng sang bên kia nói, em đứng sang bên kia đi, ok, cho nó di chuyển một tí, đừng đứng sang bên này đi, đứng sang rồi ok rồi đứng đây nói cũng được, hoặc là đứng dịch ra đằng sau cũng được. Rồi nói đi, khoảng 30 giây thôi. Có một chiếc ví hay là có một món đồ gì đó ấy, mà mình lạc ở đâu ấy, hoàn toàn có thể cách nào đó xem là mình lạc ở đâu ấy, một trong những điều rất là ấn tượng khi mình chia sẻ với đọc và kể cho mọi người cái câu chuyện của chiếc ví đó. Bao lâu với anh? Khoảng 20 giây nữa, cứ nói đi. Thường mọi người mua trên chiếc ví này trên các bán hàng ấy, trên Facebook hoặc là trên các trang khác ấy, giá tầm 20-30 nghìn trước này. Theo mình mua cái giá là 9.000 thôi. Mọi người tin được không? Thực ra nếu mà mình sell được nữa ấy, thì chiếc ví này chỉ được giá là 1.000 thôi đó. Và thực sự chất lượng của nó rất là thích luôn á. Cái đường chỉ của nó khi mà làm nó cũng rất là chắc chắn.
lại một chiếc ví cũng rất là dễ dàng. Thì bạn sẽ phải mua trên mạng với giá là tầm 20-30 nghìn. 30 nghìn.